trị, thâm nhập nguồn gốc bằng cách đoạn trừ, thâm nhập đạo bằng cách tu tập, và thâm nhập diệt bằng chứng ngộ. Nghĩa là bằng cách lấy diệt làm đối tượng, đạo trí đạt đến thấy và chọc thủng bốn chân lý. Vì điều dạ con cảm ơn Thượng Tọa Tại Siêu. Và điều này được nói này các tỳ kheo, ai thấy khổ thấy luôn nguồn gốc khổ, thấy luôn sự chấm dứt khổ và con đường đi đến diệt khổ. Đối với ba chân lý kia cũng vậy, lại được kinh giải trí của một người có được đạo lộ là khổ trí, khổ tập trí, khổ diệt trí và khổ diệt đạo trí. Như đèn đốt cháy bớt, đạo trí liễu tri ngộ. Như đèn xua tan bóng tối, đạo trí đoạn trừ nguồn gốc khổ. Như đèn làm ánh sáng xuất hiện, đạo trí kể như chánh kiến tu tập đạo lộ. Nói cách khác là tu các chánh pháp tư duy bằng cách làm câu sanh duyên cho chúng, và đèn tiêu thụ dầu cho đến hết. Cũng vậy, trí này chứng diệt, đem sự chấm dứt cấu uế phiền não. Hoặc lấy một thí dụ khác, như mặt trời mọc làm đồng lúc bốn nhiệm vụ, là soi sáng các sắc, xua tan bóng tối, làm cho ánh sáng được thấy và làm trát. Cũng vậy, đạo trí thâm nhập diệt đế bằng sự chứng đạt. Ở đây cũng thế, như mặt trời soi sáng sắc đạo trí liễu tri trí liễu tri khổ, như mặt trời xua tan bóng tối, đạo trí đoạn tập, như mặt trời làm ánh sáng hiện rõ, đạo trí kể như chánh kiến tu tập. Các đạo chi khác bằng cách làm câu sanh duyên cho chúng, như mặt trời làm giảm bớt lạnh, đạo trí chứng diệt sự tịnh chỉ các phiền não. Một ví dụ khác, như chiếc thuyền làm đồng lúc bốn việc, đã rời bờ rẽ sóng, chở hàng và tiến gần bờ kia. Cũng vậy, đạo trí thâm nhập diệt đế bằng cách chứng đạt, như thuyền rời bờ này, đạo trí liễu trí khổ. Như thuyền rẽ nước, đạo trí đoạn tập, như thuyền chở hàng, đạo trí tu tập. Các đạo chỉ khác bằng cách làm cầu sanh duyên cho chúng, như thuyền đến gần bờ kia, đạo trí chứng diệt bờ kia. Khi trí vị ấy sanh khởi như vậy, với bốn nhiệm kỳ trong một sát na duy nhất, và vào lúc thể nhập bốn chân lý, thì bốn chân lý trở thành một thực tại nhất quán với 16 khía cạnh. Như được nói, sự thể nhập nhất quán cả bốn chân lý với nghĩa là chắc thực. Qua 16 khía cạnh, khổ có nghĩa bức bách, hữu vi đốt cháy biến đổi là nghĩa chân thực của nó. Tập có nghĩa tích lũy, nguồn gốc trói buộc, chướng ngại là nghĩa chân thực của nó. Diệt có nghĩa thoát, viễn ly, vô vi, bất tử là nghĩa chân thực của nó. Đạo có nghĩa là lối ra, nguyên nhân.
Nguyên nhân thấy siêu việt là nghĩa chân thực của nó. Bốn chân lý với 16 khía cạnh này được gồm trong một chân lý duy nhất. Cái gồm tất cả gọi là nhất thể và nhất thể thì được xâm nhập bằng một trí duy nhất. Như vậy, bốn chân lý có một sự thể nhập duy nhất. Ở đây, người ta có thể đặt câu hỏi có những nghĩa khác của khổ như bệnh, như cục bú và các chân lý khác. Tại sao đây chỉ có bốn nghĩa cho mỗi chân lý? Trả lời là chính do cái gì hiện rõ khi thấy ba chân lý kia trong mỗi trường hợp. Trước hết, trong đoạn gì là khổ trí, đó là sự hiểu rõ, hành vi hiểu rõ khởi lên liên khổ thì trí về bốn chân lý được trình bày như có một chân lý duy nhất là đối tượng của nó. Nhưng với đoạn này các tỳ kheo, ai thấy khổ cũng thấy luôn nguồn gốc khổ, thì trí ấy được trình bày như là hoàn tất nhiệm vụ nó đối với ba chân lý kia, đồng thời với sự lấy một chân lý làm đối tượng. Đối với hai đoạn trên, khi trí lấy một chân lý làm đối tượng thì khi khổ được chọn làm đối tượng, chẳng hạn khổ có đặc tính bức bách kể như tự tánh nó, nhưng ý nghĩa hữu vi của nó trở nên rõ rệt do thấy tập. Bởi vì khổ ấy được tích tập, được tạo thành, được kết tụ bởi tập, có cái đặc tính tích lũy và đạo lộ thanh lương tẩy trừ nhiệt não cấu uế, nên ý nghĩa thiêu đốt của khổ trở nên rõ rệt nhờ thấy đạo. Như sự xấu xí của nàng Sandari hiện rõ cho tôn giả do tô cho tôn giả Nanda khi thấy thiên nữ. Ý nghĩa biến đổi của khổ trở nên rõ rệt nhờ thấy diệt kệ, như pháp không bị biến dịch, điều này khỏi cần giải nghĩa. Cũng thế, khi tập được lấy làm đối tượng thì nó có đặc tính tích lũy kể như tự tánh nó, nhưng ý nghĩa nguồn gốc trở nên rõ rệt do thấy khổ. Như thực phẩm không thích hợp là căn do của chứng bệnh. Sự kiện này rõ rệt khi thấy bệnh nổi lên do thức ăn ấy, ý nghĩa trói buộc của nó rõ rệt nhờ thấy diệt. Cái không còn bị trói buộc và ý nghĩa chướng ngại trở nên rõ rệt do thấy đạo lộ là lối thoát ra. Cũng vậy, khi diệt được lấy làm đối tượng thì diệt có đặc tính một lối thoát, nhưng ý nghĩa viễn ly của nó trở nên rõ rệt do thấy tập. Kể như không viễn ly, ý nghĩa vô vi của nó rõ rệt do thấy đạo lộ, vì đạo lộ chưa từng thấy trước đây trong vòng vô thủy sanh tử. Tuy vậy, đạo lộ cũng còn là vũ vi vì là duyên sinh, và bởi thế tính vô vi của cái vô điều kiện trở nên hoàn toàn rõ rệt. Ý nghĩa bất tử của nó trở thành hiển nhiên do thấy khổ, vì khổ là độc được có niết bàn thì bất tử. Cũng vậy, khi đạo được lấy làm
đối tượng thì nó có đặc tính là lối ra, nhưng ý nghĩa nguyên nhân của nó trở nên rõ rệt do thấy tập như sau. Đó không phải là nguyên nhân mà trái lại đây mới là nhân để đạt niết bàn. Ý nghĩa thấy của nó rõ rệt do thấy diệt, như tính sáng của mở nên rõ rệt khi một người thấy được sắc vi tế và nghĩ rằng mắt ta tỏ thật. Ý nghĩa siêu việt rõ rệt do thấy khổ, cũng như tính thù thắng những ông lớn càng nổi bật khi thấy những kẻ khốn cũng bị nhiều bệnh tật bức não. Các loại pháp cần được đoạn trừ mỗi một trí trong bốn trí tự nó và cùng nhau đem đem lại sự từ bỏ pháp gọi là kiết sử phiền não. Tám tà các thế gian pháp, các loại tham điên đảo trói buộc tà hạnh lậu hoặc bộc lưu hệ phược truyền cái tà giải chấp thủ tùy miên cấu uế các bậc thiện hành và tác ý bất thiện. Kiết sử là 10 pháp thời sắc tham gọi là kiết sử vì chúng trói buộc các uẩn trong đời này với các uẩn đời kế tiếp hoặc trói buộc nghiệp với hộ với quả thành trói buộc hữu tình vào đau khổ. Vì bao bao lâu cái này còn hiện hữu thì cái kia không chấm dứt. Trong những kiết sử này thì sắc tham, vô sắc tham, mạn, trạo cử và vô minh được gọi là năm năm thượng phần kiết sử vì chúng trói buộc hữu tình vào uẩn sanh trong các cõi cao còn thân kiến. Nghị giới thủ dục tham và sân gọi là hạ phần kiết sử vì chúng trói buộc hữu tình vào các uẩn sanh trong trong cõi thấp sanh trong các cõi thấp. Phiền não là 10 pháp tham pháp tham sân si mạn tà kiến nghị hôn trầm trạo cử vô tàm vô úy. Chúng được gọi như vậy vì tự chúng đã ô nhiễm mà còn làm nhiễm ô các pháp tương ưng với chúng. Tám tà là tà kiến, tà tư duy, tà ngủ, tà nghiện, tà mạn, tà tinh tấn, tà niệm và tà định. Tà trí là và tà giải thoát là 10. Tà trí, chú thích, tà trí là trí phát sanh không chân chánh, không phù hợp với sự thật, bị lạc lầm do tà giới và chỉ vọng tưởng tà giải thoát, như cho rằng giải thoát là đi đến chỗ tận cùng của thế giới. Các thế gian pháp là tám thú được thua vinh nhục lạc khổ khen chê. Chúng được gọi là pháp thế gian vì chúng cứ theo nhau tiếp diễn khi thế giới còn tồn tại. Sự vừa ý khi vinh khi được và sự phẫn uất khi nhục khi thua cũng được gộ được bao gồm trong thế gian pháp. Các loại tham có năm là tham đối với chỗ ở, quyến thuộc, lợi lộc, pháp và tiếng khen. Có nghĩa là không chịu nổi sanh sẽ không chịu nổi sanh sẽ những thứ này với người khác, những thứ này với người khác. Các thứ điên đảo gồm ba tưởng điên đảo, tâm điên đảo và kiến điên đảo. Vô thường cho là thường, khổ cho là lạ, vô ngã cho là ngã, bất tịnh cho là định. Các trói buộc có bốn, khởi từ tham sở dĩ
gọi trói buộc vì chúng cái thân tâm lý vào các thân vật lý, còn gọi là thân hệ phược tham sân giới cấm thủ và tà giới, nghĩa là cho rằng chỉ đây mới là sự thật. Tà hạnh là sự làm cái không nên làm và không làm cần nên làm do tham tham sân si và sợ. Chúng được gọi là đường xấu vì đó là con đường mà bậc thánh không đi. Lậu hoặc về phương diện tâm pháp nó lọt khỏi chuyển tánh, về phương diện các hữu nó lọt lọt khỏi hình thức hữu cao nhất, tức bốn vô sắc vì tính chất hữu vi của nó. Đây là từ để chỉ tham dục, hữu tham, tà kiến và vô minh, vì những ấu uế này tiết lậu từ các căn mượn không được hộ trì như nước rỉ từ chảy, nhưng hoặc vì chúng phải sinh những khổ sanh tử. Bộc lưu là nghĩa càn quét lùa vào biến hữu, có nghĩa là khó vượt qua. Hệ phược vì chúng không cho phép gỡ ra khỏi một đối tượng mà gỡ khỏi khổ. Cả hai bộc lưu và hệ phược đều chỉ lậu hoặc đã nói trên. Triền cãi có năm: tham sân hồn trầm trạo cử và nghi, nghĩa là chướng ngại và che giấu thực tại khỏi tâm thức. Tà giải chỉ là tà kiến vì nó sanh khởi dưới hình thức không thấy được sự tính tính của một pháp, và quý vị đợi chút nha, đợi chút. Lại thấy cách khác, thấy một tự tánh không thực, chấp thủ và dư thủ đã nói đầy đủ trong phòng mô tả duyên khởi, đoạn 240 trở đi. Cá tùy miên gồm bảy có tính chất thâm căn cố đế, để được dục tham sân mạn tà kiến nghi hữu tham và vô minh, do chúng ăn sâu nên gọi là tùy miên. Chúng là cái nhân cho tham dục và sanh lại mãi. Đoạn 61: các cấu uế là tham sân si, tự thân chúng đã ô nhiễm như dầu lọ bùn mà chúng còn vấy bẩn các vật khác nên gọi là cấu uế. Các bất thiện nghiệp gồm 10 là sát sinh, lấy của không cho, tà hạnh trong dục, vọng ngữ, ác ngữ, thô ngữ, phù phiếm ngữ, tham sân và tà kiến. Chúng được gọi như vậy vì vừa là nghiệp bất thiện mà vừa là lộ trình dẫn đến ác thú. 63: các tác ý bất thiện có 12, gồm 8 tâm gốc ở tham, 2 ở sân và 2 ở si. 4 trí này riêng biệt và chung nhau, trừ khử các pháp trên khỏi từ kiết sử bằng cách nào? Về kiết sử, năm thứ được đoạn bằng trí thứ nhất: thân kiến, nghi, giới cấm thủ, dục, tham và sân. Thứ tham sân khá mạnh đủ để dẫn đến đọa xứ. Các dục tham thô và sân thô còn được đoạn bằng trí thứ hai:
Dục sân vi tế được đoạn bằng trí thứ năm, năm kiến sự kể từ sắc giới tham. Chỉ thực sự đoạn trừ với trí thứ tư. Từ đây trở đi, bất cứ pháp nào được nói là đoạn trừ bởi một trong ba trí bậc trên, thì cần hiểu là chỉ có dư tàn của pháp ấy mà thôi, vì phần thô đã được đoạn bởi trí đi trước nó, để không dẫn đến đọa xứ. Về các phiền não thì tà kiến nghi được bằng trí đầu tiên, sân đoạn bằng trí thứ ba, tham sân si mạn hôn trầm trạo cử vô tạm vô ý đoạn bằng trí thứ tư. 66 ta, 8 tà, tà kiến, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạn được đoạn bằng trí thứ nhất. Tà tư duy, ác ngữ, thô ngữ đoạn bằng trí thứ ba. Và ở đây ngữ là tâm tư sở, khuynh hướng muốn nói chưa thốt ra, phù phiếm ngữ, tà tinh tiến, tà niệm, tà định, tà giải thoát và tà trí đoạn bằng trí thứ tư. 67 các pháp thế gian thì sân đoạn bằng trí thứ ba, khả ý đoạn bằng trí thứ tư. Có người cho rằng sự thích danh dự tiếng khen chỉ được đoạn trừ bởi trí thứ tư, các loại tham được đoạn trừ bằng trí đầu tiên. 68 các điên đảo thì tưởng điên đảo, kiến điên đảo, tâm điên đảo, cho vô thường là thường, vô ngã là ngã, và trí điên đảo lấy khổ làm vui, bất tịnh làm tịnh được đoạn tận với trí thứ nhất. Tưởng điên đảo, tâm điên đảo, lấy bất tịnh làm tịnh đoạn với trí thứ ba. Tưởng điên đảo, tâm điên đảo, lấy khổ làm vui đoạn bằng trí thứ tư. 69 các thân hệ phược thì giới cấm thủ và kiến thủ là chân lý được đoạn bằng trí thứ nhất, đoạn sân với trí thứ ba, cái còn lại đoạn trừ bằng trí thứ tư, các tà hạnh được đoạn trừ bằng trí thứ nhất. 70 các lậu hoặc, kiến lậu đoạn bằng trí thứ nhất, dục lậu bằng trí thứ ba, hai lậu kia bằng trí thứ tư, bộc lưu và hệ phượng cũng vậy. 71 các truyền cái thì nghi đoạn bằng trí thứ nhất, tham sân trạo cử bằng trí thứ ba, hôn trầm tỵ miên và trạo cử vi tế được đoạn bằng trí thứ tư, tà giải được đoạn trừ bằng trí thứ nhất. 72 về chấp thủ, theo kinh điển tất cả thế gian pháp đều là dục, kể như đối tượng dục, bởi vậy sắc giới tham và vô sắc giới đều thuộc dục thủ, do đó dục thủ được đoạn trừ với trí thứ tư, các thủ còn lại đoạn với trí thứ nhất. 73 các tùy miên tà kiến nghi đoạn với trí thứ nhất, dục sân tùy miên bằng trí thứ ba, mạng tùy miên, hữu tham và vô minh tùy miên bằng trí thứ tư. 74 các cấu ấy thì sân được đoạn với trí thứ ba, các thứ khác nhờ trí thứ tư. 75 các bất thiện nghiệp thì sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong dâm dục, nói dối, tà kiến được đoạn bằng trí thứ nhất, ác ngữ, thô ngữ, sân trừ bằng trí thứ ba, phù phiếm ngữ và tham được trừ bằng trí thứ tư. 76 những tác ý bất thiện thì bốn tương ưng tà kiến, một tương ưng
tương ưng nghi, vị trí thứ năm đoạn bằng trí thứ nhất, hai tâm tương ứng với sân đoạn trí thứ ba, còn lại được trừ bằng trí thứ bốn. 77. Các pháp nào đoạn trừ với trí thì đoạn tận với trí ấy, do đó trên đây nói. Vậy bốn thứ trí này riêng biệt và cùng nhau đoạn tận các pháp khởi từ kiết sử. 78. Hành vi từ bỏ, nhưng những trí này từ bỏ các pháp ấy như thế nào? Khi chúng là quá khứ hay hiện tại hay vị lai lập trường ở đây là thế nào? Vì nếu các trí ấy đoạn tận các pháp kia thì chúng đã qua hay chưa đến thì kết. Quả là nỗ lực ấy vô hiệu, vì cái cần đoạn là phi hữu, nếu đoạn trong khi chúng đang hiện hữu cũng vô ích, vì những pháp cần hiện hữu đồng thời với cái nỗ lực đoạn tận như vậy. Thành ra có sự tu tập một đạo lộ cấu uế hoặc thành cấu uế là bất tương ưng với tâm, mặc dù không có chuyện có một cấu uế đang hiện hữu mà là bất tương ưng với tâm. 79. Đó là những luận cứ mới mẻ, bởi trong các kinh luận câu hỏi đầu tiên được đặt ra là một người trừ cấu uế thì trừ cấu uế quá khứ chăng, vị lai chăng, hiện tại chăng? Nếu vị ấy đoạn tầng đoạn cấu uế quá khứ, tức là phá hủy cái đã bị phá hủy, làm chấm dứt cái đã chấm dứt, làm tiêu tan cái đã tiêu tan, làm hạ xuống cái đã hạ, cái gì đã qua tức là phi hữu, vị ấy đoạn trừ cái ấy, trả lời là vị ấy không đoạn trừ cấu uế quá khứ. Bác luận lại lập, nếu vị ấy đoạn trừ cấu uế vị lai, tức đoạn một cái chưa sanh, chưa khởi, chưa hiển hiện, còn cái còn vị lai nghĩa là phi hữu vị ấy, đoạn cái ấy được cãi rằng vị ấy không cấu trừ vị lai. Bất luận lại đặt ra, nếu vị ấy đoạn trừ cấu uế, tức là có nghĩa đang bốc cháy với lửa tham, vị ấy đoạn tham hư hỏng vị sân, vị ấy lại đoạn sân và đang bị ảo tưởng, vị ấy đoạn si trói buộc bởi mạng, vị ấy trừ mạng đang tà kiến với trừ mạng đang tán loạn với trừ tán loạn, chưa quyết định vị ấy đoạn nghi đang có những tùy miên, vị ấy đoạn tùy miên những pháp tối sáng song hành. Thành ra sự tu tập của một đạo lộ có cấu uế tất cả đều được thay đổi như sau: vị ấy không đoạn cấu kết quá khứ, không đoạn cấu kết vị lai, không đoạn cấu kết hiện tại. Cuối cùng câu hỏi là như vậy, hóa ra không có sự tu tập đạo lộ chứng quả đoạn trừ cấu uế, không có sự thâm nhập ái. Đáp: có chứ. Hỏi bằng cách nào? Trả lời: ví như một cây chưa sanh quả bị người ta chặt gốc, thì những trái chưa sanh sẽ giữ nguyên trạng thái không sanh, sẽ không sanh, không khởi, không sẽ khởi, không hiện 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 sẽ không sẽ hiện hiện. Cũng vậy, tập khởi là một cái nhân, một cái duyên cho sự sanh sản cấu uế. Khi thấy nguy hiểm của cấu uế, tâm đi vào tình trạng không khởi tập. Với tâm đi vào trạng thái không khởi tập, cấu uế có thể sanh do duyên tập khởi sẽ không sanh, không đi đến trạng thái sẽ sanh, không đi đến trạng thái sẽ hiện hiện.
Như vậy sự chấm dứt của cá nhân của khổ, có sự chấm dứt khổ khởi một nhân tướng, một nhân tích lũy là một nhân duyên, một duyên cho sự sanh sản. Các cấu uế thấy nguy hiểm trong tích lũy tâm đi vào trạng thái không tích lũy. Do tâm đi vào không tích lũy, các cấu uế do duyên tích lũy sanh ra sẽ không sanh, không đi đến sẽ sanh, không hiện không đi đến hiện. Như vậy sự chấm dứt của nhân có sự chấm dứt khổ, vậy sự tu tập đạo lộ có sự chứng quả, có sự từ bỏ cấu uế, có sự thể nhập pháp. Điều ấy chứng tỏ cái gì? Nó chứng tỏ sự đoạn trừ trong cấu uế có đất để sinh trưởng. Nhưng những cấu uế có đất để tăng trưởng ấy là quá khứ, vị lai hay hiện tại? Chúng chỉ là những cấu uế được mô tả sanh khởi nhờ đất để tăng trưởng thế thôi. 81 sanh có nhiều nghĩa. Thực sự xảy ra đã là đã qua, sanh nhờ cơ hội tạo thành, sanh nhờ có đất để mọc. Tất cả những gì có ba sắc na sinh, trừ việc gọi là sanh, kể như thực sự đã xảy ra. Cái thiện và bất thiện nghiệp báo được kinh nghiệm do sự kích thích của một đối tượng đã được nếm trải và đã qua mất là sanh, kể như đã qua. Nghiệp được mô tả theo cách sau: như việc vị ấy đã làm trong quá khứ đã được thực sự trôi qua, được là sanh do cơ hội tạo tác. Vì nó đến vì nó đạt đến trú vị bằng cách ngăn chặn nghiệp đang thuần phục khác, và khiến cho nghiệp ấy trở thành cơ hội quả báo riêng nó. Và nghiệp báo có cơ hội của nó được tạo theo cách ấy, dù khi chưa sanh cũng được gọi là sanh do các cơ hội tạo ra, vì nó chắc chắn sẽ sanh khi có cơ hội. Đọc nhiều quá rồi, mệt rồi. Lan Gia Nguyệt ơi, tiếp đọc tiếp. Lan Gia Nguyệt ơi, giơ tay lên. Đọc tiếp, đọc tiếp. Lan Gia Nguyệt, không biết cái cô nàng này ở xứ nào rồi. Trong khi bất thiện nghiệp chưa được từ bỏ ở một cảnh giới nào đó thì gọi là sanh nhờ có đất để tăng trưởng. Chú thích: ở trong một cảnh giới nào có nghĩa các uẩn kể như đối tượng bị chấp thủ được xem là một vị trời hay người. Và ở đây sự khác nhau giữa đất và cái gì có đất cần rõ, vì đất có nghĩa là năm uẩn trong ba hữu. Đối tượng của tội, chú thích: đối tượng của tội ám chỉ tình trạng không được hoàn toàn liễu tri của các uẩn, và chính các uẩn không được các uẩn tạo nên căn cứ chủ đạo mới là đất của phiền não. Cái gì có đất chỉ cho phiền não có thể sanh khởi tương ứng với uẩn ấy. Những câu ấy ấy do đất ấy nên nói nhờ có đất để tăng trưởng. 83 điều ấy không có nghĩa về phương diện đối tượng, vì câu ấy đối với
đối với một đối tượng có thể khởi tương ưng với bất cứ uẩn nào, kể cả các uẩn quá khứ, vị lai hay hiện tại, vì bất ưng đối với các uẩn đã hoàn toàn được liễu tri về phương diện chủ thể nơi người đã đoạn diệt lậu hoặc. Như câu Huế khởi lên, thanh thiên giàu có. Surya khi thấy tôn giả ca chiên viên và câu Huế khởi lên nơi bà la môn năng đa đối với nàng upa la và mà với sự sanh nhiễm tâm nơi thanh thiên ấy, khi thấy các uẩn tôn giả ca chiên viên mà gọi là sanh vì có đất để tăng trưởng thì vô lý, nên phải hiểu đất theo một đất, hiểu đất theo nghĩa nội tại chủ quan. Và vì cấu uế gốc sinh tử là niềm tại là tiềm tàng trong chính các ngũ uẩn của tự mình, các uẩn không được liễu tri bằng tuệ ngay lúc chúng sanh khởi, và chính điều ấy mới gọi là sanh, sanh nhờ có đất, nghĩa là không được từ bỏ. Dạ bây giờ xin ngưng chút xíu nha, để uống nước cái đã. Hồi nào giờ là đọc cũng có nhiều bài dài lắm nhưng mà không có bài nào dài bằng hôm nay hết trơn, mà cái người là tiếp sức thì không biết đâu mất tiêu rồi nữa, tại vì Lăng Giả Nguyệt á, cái đường truyền của Lăng Giả Nguyệt nó cũng khổ lắm. Thôi ráng đi Phong Lan, à định nhờ Phong Lan đọc đó nha. Cố lên nè. Rồi uống nước xong đọc tiếp. Khi những ấu uế là tìm khi những ấu uế là tiềm phục, nghĩa là không được từ bỏ trong năm uẩn của một người, thì chỉ có các uẩn đó của y mới là căn bản cho những ấu uế ấy, chứ không phải các uẩn thuộc về một người khác. Phó hoài cũng mệt rồi hả? Mở tôi đọc ở tôi đọc ở ấy nha. Tôi đọc ở trong email à. Rồi để coi em kéo cái email lên cái nhà. Đợi chút, đợi chút. Mới bị mất đấy ha. Khổ ghê vậy đó nha. Tôi ở đây không có mất nhưng mà nó cũng ngày hôm qua mấy đứa cháu nó về chơi nó phá, trời ơi tôi tỉnh bữa nay là không có vô được chứ. Nhưng nơi một người thường, các cấu uế gốc rễ của sinh tử chưa được đoạn, không được đoạn gì cả. Bởi vậy, bất cứ nghiệp gì y làm luôn luôn là thiện hoặc bất thiện. Bởi thế đối với y, y vòng luân chuyển cứ mãi quay với nghiệp và cấu trúc làm duyên cho nó. Nhưng trong khi cấu uế là gốc rễ của vòng sinh tử như vậy, ta không
Ta không thể bảo nó chỉ ở trong sắc uẩn của người kia hay chỉ ở trong thọ thọ uẩn tưởng hành thức uẩn của người kia, vì nó tìm tà, nó tìm tan trong cả năm uẩn như nhựa cây. 87. Khi một cây mọc trên trên đất nhỏ, cá tinh chất nhựa cây nước, nó tăng trưởng rễ uẩn cành nhánh mầm lá hoa quả cho đến khi nó tỏa rộng giữa bầu trời, và tiếp tục dòng họ cây qua các hạt giống cho đến tận thế. Ta không thể nói tinh chất chỉ có trong rễ trong thân mà thôi, vì nó lan khắp thân cây từ rễ trở lên. Giả sử có người không ưa hoa lá của cây ấy, bèn chích cả bốn phía bằng kim độc gọi là gai Manduka, thì vì nhiễm độc, cây không thể kéo dài thân tương tục của nó nữa, trở thành trơ trụi vì tính chất bị nhiễm. Rồi, Từ Mẫn ơi, làm ơn Từ Mẫn. Giơ tay đi Từ Mẫn. Xin bàn tay của Từ Mẫn. Từ Mẫn đọc tiếp nè, Phong Lan phót lên đó. Dạ, rồi mời mời Từ Mẫn nha. Dạ, thưa đạo tràng, bây giờ có người cứu bồ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con Từ Mẫn. Dạ, con xin đọc bài kế tiếp ạ. Dạ, xin Xích Phong Lan bóp bài lên cho em biết. Dạ, con kính chào quý dân sư, dạ, cùng quý đạo tràng. Dạ, con đọc bài từ khúc nào ạ? À, 88. Dạ, con đi đến 87 và 88 ạ. Khi một cây mọc trên đất nhỏ, các tinh chất nhựa cây, nước, nó tăng trưởng rễ, uẩn, cành, nhánh, mầm, lá hoa, quả cho đến khi nó tỏa rộng giữa bầu trời và tiếp tục dòng họ cây qua các hạt giống. Cho đến khi tận thế, ta không thể nói tinh chất chỉ có trong rễ, trong thân mà thôi, vì nó lan khắp thân cây từ rễ trở lên. Giả sử có người không ưa hoa lá của cây ấy, bèn chích cả bốn phía bằng kim độc gọi là gai Manduka, thì vì nhiễm độc, cây không thể kéo dài thân tương tục của nó nữa, trở thành trơ trụi vì tích chất bị nhiễm. Cũng vậy, thiện nam từ khi cảm thấy chán ghét sự sanh các uẩn, khởi sự tu tập bốn đạo lộ, cũng giống như người kia chấm độc nhất vào cả bốn phía cây. Tính tương tự của các uẩn nơi vị ấy được làm cho vô năng, không thể kéo dài đến một hữu kế tiếp. Bây giờ nó không sanh ra hữu vị lai. Dạ, sa thu, dạ, con xin nhường mic ra, cung thỉnh đại đức tuệ nhận, dạ, con xin xuống mic ạ, dạ. Dạ, Mô Phật, dạ, con thấy Xích Phong Lan, cung thỉnh mời Đại Đức Tuệ, Tuệ Mẫn tiếp nha cô, cho nên con không biết con có thể đọc được không ạ? Dạ, xạ thủ, dạ, con đọc tiếp. Cũng vậy, thiện nam từ khi cảm thấy chán ghét sự sanh các uẩn, khởi sự tu tập bốn đạo lộ, cũng giống như người kia chấm độc nhất vào cả bốn phía cây. Tính tương tục của các uẩn nơi vị ấy không được làm cho vô năng,
không thể kéo dài đến một hữu kế tiếp. Bây giờ nó không sanh ra hữu vị lai. Vì tất cả loại nghiệp khởi từ thân nghiệp, bây giờ chỉ là duy tác. Vì hiệu lực của độc tố bốn đạo lộ làm cho diệt tận các cấu uế, gốc rễ sinh tử. Vì không chấp thủ, vị ấy đương nhiên đạt đến tịch diệt niết bàn. Nhưng ngọn lửa đã hết nhiên khi tâm cuối cùng chấm dứt. Đấy là sự khác nhau giữa đất và cái gì có đất. Ngoài ra, lại còn bốn xếp loại sanh nữa là năm. Sanh kể như xảy ra, sáu. Sanh với sự nắm giữ một đối tượng, bảy. Sanh do không thể ngự, tám. Sanh do không từ bỏ. Sanh kể như xảy ra cũng giống như sanh kể như thực sự xảy ra, đã nói ở số 1, phần số 6. Khi một đối tượng đi vào chú ý của mắt, vân vân, vào một thời gian trước mà cấu uế không sanh ngay, lại nổi lên đầy mãnh lực về sau. Chỉ vì đối tượng đã được ôm giữ rõ, thì cấu uế được gọi là sanh do sự nắm giữ một đối tượng. Như cấu uế khởi lên trong tôn giả Mahatisat, sau khi thấy hình dáng một phụ nữ trong lúc đi khất thực. Bao lâu một cấu uế không được dập tắt bằng tuệ hai định, thì mặc dù có thể nó chưa thực sự đi vào tâm tương tục, nó vẫn được gọi là sanh do không chế ngự. Vì không có nhân để ngăn sự sanh khởi của nó nếu gặp duyên thích hợp. Nhưng sau khi dù đã được dập tắt bằng chỉ hay là quán, các cấu uế vẫn được gọi là sanh do không từ bỏ. Nếu chưa được đoạn tận bằng đạo lộ, như vị trưởng lão đã đắc tám thiền chứng mà cấu uế vẫn còn khởi lên nơi ngài, trong khi các du hành trên hư không vì nghe giọng hát du dương của một phụ nữ đang hái hoa. Ba loại sanh khởi nói trên: sanh do ôm giữ đối tượng, sanh do không chế ngự và sanh do không từ bỏ, đều bao gồm trong loại sanh do có đất để tăng trưởng. Về các loại sanh đã nói bốn loại, 1, 2, 3, 4, không thể từ bỏ bởi bất cứ loại nào trong bốn, vì chúng không thể loại trừ bằng đạo lộ. Các loại sanh 6, 4, 5, 4, 6, 7, 8 đều có thể được từ bỏ. Vì một trí thế gian hay siêu thế nào khi sanh khởi sẽ vô hiệu quả một trong những kiểu sanh này. Đấy là trình bày về chứng pháp cần và có và hành vi từ bỏ chúng. Vô sanh trí. Quả thứ nhất, bậc hiền thứ hai. 18. Và ở điểm này, bậc dự lưu ấy được gọi là bậc thánh thứ hai. Dù có lơ là cách mấy, vị này nhất định cũng phải chấm dứt khổ khi hành. Cái vòng sanh tử ở trong cõi trời và cõi người đến lần thứ bảy. Ở cuối quả tâm, tâm vị ấy đi vào hữu phần, sau đó khởi lên ý môn hướng tâm, gián đoạn dòng hữu phần để quán sát lại đạo lộ. Khi tâm này đã chấm dứt, bảy tốc hành tâm để quán sát đạo lộ khởi lên. Sau khi nhập vào hữu phần trở lại ý môn hướng tâm, vân vân, lại khởi lên để quán sát quả, vân vân. Với sự khởi lên những tâm này, hành giả quán sát lại đạo lộ, quán sát quả, quán sát những cấu uế đã được từ bỏ, quán sát những cấu uế còn lại và quán sát niết bàn. Hành giả quán sát lại đạo lộ như sau: vậy đây là đạo lộ ta đã gặp. Kế tiếp, vị ấy quán sát quả như sau: đây là sự an lạc ta được. Rồi vị ấy quán sát những cấu uế đã được từ bỏ: đây là những cấu uế đã được từ bỏ nơi ta.
Rồi vị ấy quán sát những cấu uế còn lại phần được loại trừ ở ba đạo lộ cao hơn. Đây là các cấu uế còn lại trong ta. Và cuối cùng vị ấy quán sát niết bàn bất tử như sau. Đây là pháp đã được ta thâm nhập làm mục tiêu. Bậc thánh đệ tử là bậc dự lưu có năm thứ quán sát. Và cũng như trong trường hợp bậc dự lưu, trường hợp các bậc nhất lai, bất hoàng cũng vậy, nhưng bậc A-la-hán thì không có việc quán sát những cấu uế còn dư tàn. Vậy tất cả các loại quán sát tổng cộng có 19. Đây là con số tối đa. Các bậc hữu học có thể có việc quán sát những cấu uế đã từ bỏ và những cấu uế còn lại, mà cũng có thể không có việc ấy. Quả thế, chính vì sự thiếu sự quán sát như vậy mà Maha Nama đã hỏi Đức Thế Tôn: pháp nào chưa được từ bỏ trong con, khiến cho con vì vậy mà thỉnh thoảng tham, xâm chiếm tâm và an trú? Đạo trí thứ hai, bậc thánh thứ ba. Tuy nhiên, sau khi quán sát như vậy, hoặc trong thời tĩnh tọa, hoặc vào một dịp khác, vị đệ tử và bậc dự lưu khởi công đạt đến đạo lộ thứ hai nhờ làm cho muội được giảm bớt dục tham và sân nhuệ. Vị ấy dẫn phát Sammopaneti, các căn, lực và giác chi, và nghiền ngẫm chính các hành thuộc sắc, thọ, tưởng, hành, thức với trí biết chúng là vô thường, khổ, vô ngã. Và vị ấy đã bước lên lộ trình tuệ quán tuần tự. Khi đã làm như vậy, và khi vào cuối giai đoạn hành xả, trí thuận thứ và chuyển tánh đã phát sinh trong một tác ý duy nhất theo cách đã nói. Khi ấy, đạo lộ nhất lai khởi lên kế tiếp, chuyển tánh. Cái trí tương ưng với đạo lộ ấy gọi là nhất lai đạo trí. Quả thứ hai, bậc thánh thứ tư, 24, các quả tâm theo liền này, theo cách đã nói. Này, ở điểm này, các bậc nhất lai này được gọi là bậc thánh thứ tư. Vì ấy đương nhiên chấm dứt khổ đau, khổ sau khi trở lại thế gian này một lần nữa. Đạo trí thứ ba, bậc thánh thứ năm, 25. Bây giờ, sau khi quán sát như vậy, hoặc trong cùng một thời tĩnh tọa, hoặc vào một dịp khác, bậc thánh đệ tử này, một vị nhất lai khởi công đạt đến bình diện thứ ba bằng cách từ bỏ không dư tàn, cả tham lẫn sân, vị ấy dẫn phát các căn lực và các giác chi, và vị ấy đã tu tập trên chính lĩnh vực của các hành và sắc, thọ, tưởng, hành, thức với trí biết chúng là vô thường, khổ, vô ngã, và bước lên lộ trình tuần tự của tuệ. Sau khi đã làm như vậy, và khi vào cuối giai đoạn hành xả, trí thượng thư đã chuyển tánh, đã khởi lên trong một tác ý duy nhất theo cách đã nói. Khi ấy, đạo lộ bất hoàng phát sinh kế tiếp chuyển tánh. Cái trí tương ưng với đạo ấy gọi là bất hoàng đạo trí. Quả thứ ba, bậc thánh thứ sáu, số 27. Các quả tâm theo liền sau trí này theo cách đã nói. Ở điểm này, bậc bất hoàng này được gọi là bậc thánh thứ sáu sau khi mạng chung. Vị ấy hóa sanh ở nơi khác và tại đấy nhập niết bàn, không bao giờ còn trở lui cuộc đời này nữa qua kiết sanh. Đạo trí thứ tư, bậc thánh thứ bảy, số 28. Bây giờ, sau khi quán sát như trên hoặc trong cùng một thời tọa thiền, hoặc vào một dịp khác, bậc thánh đệ tử
này, một vị bất hoàn khởi sự tu tập để đạt đến bình địa diện thứ tư bằng cách từ bỏ không dư tạng, sắc giới tham và vô sắc giới tham, mạng trạo tự và vô minh. Vị ấy dẫn phát các căn lực và giác chi và tu tập nhiều lần các hành ấy với trí biết chúng là vô thường, khổ vô ngã, và vị ấy đã bước lên lộ trình từng tự của quán tuệ. Khi đã làm như vậy, và khi vào giai đoạn cuối của hành xả, thuận thứ và chuyển tánh đã khởi lên trong một tác ý duy nhất, khi ấy A-la-hán đạo khởi sanh kế tiếp, chuyển tánh, trí tương ưng với đạo lộ này là A-la-hán đạo trí. Quả thứ tư, bậc thánh thứ tám, 30. Các quả tâm theo liền sau trí này, theo cách nói trên, ở điểm này, vị A-la-hán này được gọi là bậc thánh thứ tám. Vị ấy là một trong những bậc thánh vĩ đại đã tận diệt lậu hoặc. Thân của vị ấy là thân sao rốt. Vị ấy đã đặt gánh nặng xuống. Việc làm đã xong, đã phá hữu kiết sử. Vị ấy đã chân chánh giải thoát với cái thứ trí sao rốt và xứng đáng sự cúng dường tối thượng của thế gian và chư thiên. Bởi vậy, khi trên đây nói rằng, tuy nhiên tri kiến thanh tịnh đích thực được gồm trong bốn đạo trí, tức là dự lưu đạo, nhất lai đạo, bất hoàn đạo và A-la-hán đạo. Đoạn 2. Câu ấy ám chỉ bốn thứ trí cần phải đạt đến trong tự này. Xuất khởi tệ thế gian không dẫn phát sự ngôi lên, khởi sanh sự các cấu uế nội tâm. Vì nó không đoạn được sanh, nghĩa là hành vi sanh khởi, nó cũng không làm ngôi lên. Khởi tướng các hành bên ngoài, vì nó có tưởng làm đối tượng. Chú thích: ngồi lên, khởi tướng là từ bỏ tướng các hành và làm niết bàn trở thành đối tượng. Ngồi lên, khởi sanh là không sanh quả báo trong tương lai bằng cách gây nên sự chấm dứt cá nhân. Trí chuyển tâm không cần phát sự ngôi lên khởi sanh bên trong, vì nó không đoạn sanh, nhưng nó có làm ngôi lên khởi tướng bên ngoài, vì nó có niết bàn làm đối tượng. Vậy có sự ngôi lên từ một pháp, do đó mà nói tuệ ngôi lên là quay đi khỏi ngoại giới, là trí chuyển tánh. Cũng thế, toàn thể đoạn dẫn sau khi quay đi khỏi sanh, nó đi vào vô sanh nên gọi là chuyển tánh. Sau khi quay đi khởi tướng các hành ngoại giới, nó đi vào tịch diệt niết bàn nên gọi nó là chuyển tánh. Bốn loại đạo trí này ngôi lên khởi tướng vì chúng nó có vô tướng làm đối tượng, và ngôi lên khởi sanh vì chúng đoạn tận sanh. Vậy chúng ngôi lên khỏi cả hai, cho nên nói thế nào là tệ ngôi lên và quay đi khỏi cả hai gọi là đạo trí. Vào sát na dự lưu đạo, chánh kiến theo nghĩa ấy, ngôi lên khởi tà kiến, ngôi lên khởi cấu uế và các uẩn do tà kiến sanh. Bên ngoài nó ngôi lên khỏi tất cả tướng, do đó nói tuệ ngôi lên là quay đi khỏi cả hai là đạo trí. Tư duy theo nghĩa hướng tâm về, ngôi lên khỏi tà kiến. Chánh ngữ theo nghĩa là bao dung. Ngôi lên khỏi tà ngữ, chánh nghiệp theo nghĩa sanh ngữ, ngôi lên khỏi tà nghiệp, chánh mạng theo nghĩa làm sạch, ngôi lên khỏi tà mạng,
chánh tinh tấn theo nghĩa nỗ lực, ngôi lên khỏi tà tinh tấn, chánh niệm theo nghĩa an trú, ngôi lên khỏi tà niệm, chánh định theo nghĩa là không tán loạn, ngôi lên khỏi tà định, khởi các cấu uế và khởi các uẩn sanh do hậu quả của tà định, và bên ngoài thì nói ngôi lên khỏi các tướng do đó nói. Tuệ ngôi lên và quay đi khỏi cả hai là đạo trí, vào sát na thuộc nhất lai đạo, chánh kiến theo nghĩa thấy, chánh định theo nghĩa không tán loạn. Ngồi lên khỏi kiết sử thô và tham sân và tham sân tùy miên, khởi cấu uế và các uẩn hậu quả cấu uế. Và bên ngoài nó ngôi lên khởi tất cả các tướng, do đó nói tuệ ngôi lên khỏi tàn dư của tham sân và tham sân tùy miên, ngôi lên khỏi cấu uế và uẩn sanh từ đó. Bên ngoài nó ngôi lên khỏi tất cả tưởng, nên nói tuệ ngôi lên là quay đi khỏi cả hai là đạo trí. Vào sát na A-la-hán đạo, chánh kiến theo ý nghĩa thấy, chánh định theo nghĩa không tán loạn, ngôi lên ở điểm khởi sắc ái, vô sắc ái, mạng trào vô minh, mạng tùy miên, hữu tham tùy miên, vô minh tùy miên, ngôi lên khỏi các cấu uế và các uẩn sanh từ đó. Bên ngoài nó ngôi lên khỏi tất cả tướng, do đó nói tuệ ngôi lên và quay đi khỏi cả hai gọi là đạo trí. Dạ, dạ, con thành thật tri ân quý sư và quý đạo tràng cho con có cơ hội và cúng dường Tam Bảo, một sự cúng dường đến vi Phật và Phật Pháp Tăng. Dạ, một Phật con xin xuống mất. Dạ. Sa thủ xin cảm ơn của phụ tư mẫu. Ở bạch thuyết và thư viết Phật tử, hôm nay chúng ta có một chương trình tương đối đặc biệt hơn mọi khi. Chúng tôi cố tình để có một bài được trích từ trong những thanh tịnh đạo để nói đến hai cái khái niệm, đó là đoạn tưởng trí và vô sanh trí. Thật ra thì về điểm này chúng ta thường nói và nói một cách qua loa. Và khi mà chúng ta nói một cách qua loa thì thưa quý vị, chúng ta thường có cái cảm nhận là những điều này tương đối rất là dễ hiểu. Và đôi lúc chúng ta có cái nhìn tiêu cực nữa. Mình không thấy được rõ là hai cái lớn lao. Thật ra thì đoạn tưởng trí và vô sanh trí đó, nói theo cái ngôn ngữ bình thường mà chúng ta được nghe đó, đó là đắc đạo và chứng quả. Đạo quả giải thoát đó là cứu cánh con người tu Phật. Và nếu chúng ta có một cái quan niệm rất là hời hợt, không có rõ về hai pháp này thì rất là đáng tiếc khi mà chúng ta nói về đạo và quả. Thứ nhất, thưa quý vị, một cái đặc tính của đạo đó, đó là khả năng đoạn tận. Và đoạn tận ở đây được hiểu như thế nào? Đoạn tận cái gì? Không phải là một vị đắc đạo đó nghĩa là đoạn tận hoàn toàn cái khổ, mà vì đó đoạn tận được cái gốc, cái nguyên nhân sanh khổ. Nguyên nhân sanh khổ đó là những phiền não. Và chúng ta cũng thường nghĩ đến cái chuyện mà đoạn tận một cái gì đó, nó mang tới cách là hời hợt ở bên ngoài. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là
trong cái quá trình mà trị ung thư đó, thì người ta thường sử dụng giải phẫu. Ví dụ như ngày hôm nay, một cái bệnh mà rất phổ thông của người phụ nữ, tức là ung thư ngực, thì người ta làm phẫu thuật. Nhưng mà khi làm phẫu thuật đó, nó có thể lấy đi cái khối u, hay là tạm thời dùng những cái phương pháp xạ trị hay hóa trị đó, làm không còn đau đớn nữa. Hỏi là người ta có đã chấm dứt hoàn toàn những cái di căn. Di căn tức là cái bệnh nó nằm ở khối u đó, nhưng mà khi mình lấy khối u đó ra đó, nó có thể chạy qua chỗ khác hay không, lại đó là một câu hỏi nữa. Thì thưa quý vị, trong cái việc mà đoạn tận phiền não, bình thường như chúng ta giận ai và khi người đó đến xin lỗi mình, khi họ xin lỗi mình đó, thì mình cảm thấy hài lòng, cảm thấy không có giận người đó nữa, thì cái đó nó là một cách đoạn cái tâm sân, cái tâm hận, của hiềm hận của mình. Nhưng mà không có nghĩa là đoạn tận. Tại vì sao vậy? Tại vì mình giận một người ta xin lỗi mình không giận nữa, không có nghĩa là ở trong tương lai chúng ta không còn có những cái đau khổ của sự giận dữ, của hận thù. Không có chuyện này thì nó xảy ra chuyện khác. Không có giận người này thì cũng giận người kia. Thành ra cái đó có thể là chúng ta chỉ tạm thời kết thúc mà thôi. Tạm thời kết thúc một cái giận hờn ai đó, nhưng mà chúng ta không thể gọi là đoạn tận sân được. Ngay cả trong một cái điểm sâu xa hơn, đó là ở trong tam muội định, là một vị mà tu tập đắc chứng thiền, thì đắc chứng thiền đó, thì vị đó có hỷ có lạc, chúng ta gọi là có pháp hỷ pháp lạc ở trong thiền. Thì cái thiền diệt hỷ thiền diệt lạc đó, nó làm cho một vị hành giả đó không có cái tâm sân hận, không có sân độc cái, và khi mà sanh vào cõi Phạm Thiên thì cũng không có cái tâm sân. Nhưng mà ở trong kinh dùng một cái ví dụ, đó gọi là đá đè cỏ. Cục đá nằm chỗ đó, cỏ mọc không lên không được, nhưng mà không có nghĩa là khi mà lấy cái cục đá đó đi thì cỏ không mọc lên. Cái khả tính mà cỏ mọc lên vẫn còn đó, chứ không có nghĩa là nó chấm dứt. Vì vậy cũng có một cái phương diện khác, đó là có tính cách tương đối là sâu rộng hơn, nó được xem như là tốt hơn, đó là dùng thiền định để tạm thời áp chế, dùng định lực áp chế những cái phiền não. Nhưng mà thưa quý vị, theo trong Phật pháp đó, và đây là điểm quan trọng, theo trong Phật pháp chỉ có một thứ mà có thể giúp gọi là đoạn tuyệt, đoạn tận phiền não, đó là tuệ giác. Ở đây vai trò của trí tuệ là vai trò rất là quan trọng. Và khi mà chúng ta nói đến tuệ giác đó, thì thực sự nó không có đơn giản như là nhiều người trong chúng ta nghĩ. Sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, đó là một cái sự thành quả. Hay là giống như hồi nhỏ chúng ta nghe là vị đã đắc đạo là một bài thơ, hay là có cái công quả nhiều được được đắc đạo. Mà tại sao chúng tôi cố ý để chúng ta đọc một danh sách rất là dài? Thật ra thưa quý vị, danh sách đó chúng tôi đã cắt bớt rồi, đã đừng bớt, nếu còn để nó còn dài nữa. Ở trong đó cho chúng ta thấy rất là nhiều cái phương diện của một vị mà đoạn tận. Khi đoạn tận phiền não, đoạn tận kiết sử, đoạn tận bột lưu, đoạn tận tùy miên. Nhưng một điểm mà chúng ta thấy được ở trong cái gọi là cái trí đoạn tận phiền não đó, thì thưa quý vị, trí đó đó đôi khi là một nhưng mà là tất cả. Thấy rõ cái tứ đế, mặc dù là trong một sát na, ở trong một cái thời khắc rất là mãi may,
thì làm sao có thể thấy được tứ đế, làm sao có thể vừa thấy được niết bàn mà làm sao đồng lúc đoạn tận sanh tử, đoạn tận phiền não. Đó là một cái câu chuyện rất là thú vị. Như chúng ta đọc qua rất là nhiều cái thí dụ ở trong bài kinh này. Ánh sáng sanh khởi thì có nghĩa là có ánh sáng. Ánh sáng sanh khởi có nghĩa là mắt thấy được. Ánh sáng sanh khởi có nghĩa là bóng tối được xua tan. Ánh sáng sanh khởi có nghĩa là không có còn mờ mịt về những cái nghi hoặc về những gì có hay không có xảy ra chung quanh. Như vậy chỉ cái ánh sáng hiện khởi lên, ngay cái thời khắc mà ánh sáng hiện khởi lên, nó đã tạo ra rất là nhiều những hiện tượng, và những hiện tượng đó gói ghém trong một sắc na. Đây là cái đặc biệt mà chúng ta thấy rằng bộ xuất thế mắt cá của ngài Bồ Tát Cô Xá đã cố gắng gom được nhiều cái tinh hoa trong tam tạng kinh điển để giảng dạy cho chúng ta. Ngài lấy một cái ví dụ rất là bình thường về trường hợp của tôn giả Nanda. Tôn giả Nanda đi tu nhưng mà thường tương tư người vợ cũ. Đúng ra là người vợ mới làm đám cưới nhưng mà chưa có động phòng. Thì thưa quý vị, khi mà tôn giả Nanda được Đức Phật đưa lên cõi trời, nhìn thấy những tiên nữ, và bây giờ về thấy được một lúc là những cô tiên nữ đó rất đẹp, và thấy rằng cái sắc đẹp của vị hôn thê của mình nó không phải là tuyệt đối như mà mình nghĩ. Thì đồng lúc thấy cô tiên nữ mà cũng là đồng lúc không còn dính mắt vị hôn thê nữa. Hai cái đó xảy ra một lúc rất là khó giải thích. Nhưng mà nhiều lúc trong thế gian này, thứ gì một cái tâm điểm là thấy về sự khổ, nhân sanh khổ, sự diệt khổ và con đường đưa sự diệt khổ. Và cái thấy ở đây chỉ nêu là tuệ giác, định không thấy được, cái tâm bình thường không thấy được, tưởng không thấy được, nhưng mà chỉ có tuệ. Và tuệ ở đây là chúng ta tuệ giác mới có thể thấy được điều này. Và cái thấy đó tận tất cả những cái di căn. Thí dụ như là chúng ta nói trong 10 kiết sử thì thân kiến hoài nghi di căn đoạn tận bởi sơ đạo, dục ái mà sanh thì làm giảm nhẹ bởi nhị đạo và đoạn tận bởi tam đạo. Khi chúng ta nói giảm nhẹ bởi nhị đạo thì điều này có nghĩa là không bao giờ có cái trường hợp mà một vị tư đà hàm mà có cái dục ái và sân nó thô hoặc là nó mạnh như là trước kia được. Bởi vì nó chắc chắn nhiều lắm là chỉ có thể sanh lại trong cõi dục một lần nữa thôi. Và dĩ nhiên với vị tam đạo là đoạn tận dục ái và sân, và vị tứ đạo là đoạn tận năm thượng phần kiết sử. Thì ở đây khi mà chúng ta đọc kỹ vào những đoạn này thì chúng ta thấy rằng thế nào là vai trò của tuệ giác. Bởi vì chỉ có tuệ giác mới có khả năng thấu triệt, quán triệt và hiểu được một cách toàn diện. Và những cái trạng thái khác để là áp đảo, áp chế phiền não, ngay cả định lực thì nó cũng không có khả năng để phiền não như vậy. Và đó là lý do tại sao tuệ giác của bốn đạo, sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, đó gọi là đoạn diệt, đoạn tận trí hay là diệt trí. Thầy nhà đó. Và cũng trong những gì mà chúng ta đọc ở trong bài kinh ngày hôm nay đó, chúng ta thấy được cái gọi là vô sanh trí. Chúng ta biết rằng nhiều người ở trong chúng ta thường rất là cảm thấy không thoải mái, cảm thấy sợ với chữ vô sanh. Hồi chúng tôi còn nhỏ, thưa quý vị, nó có cái kỷ niệm. Mà cái kỷ niệm này, nó sau này lớn lên rồi nhớ lại rất là buồn cười. Đó là ở dưới quê của chúng tôi đó, thì không biết ai dạy là cứ đi ngang sào phơi quần áo. Cái sơ phơi quần áo á, cái quần áo mặc mà đi chung với dưới sào đó, nói rằng đi như vậy đó không có đồng thai được. Hay là ai lấy cái chổi đập trên đầu không có đồng thai được. Hay là ai ngồi trên đầu mình thì không có đầu thai được.
Thật ra mình nghe cái chuyện mà không đầu thai đó, tức là không có đi sanh được, mình nghe mình sợ lắm. Ý nghĩa là, ý chúng tôi muốn nói rằng, ngay từ hồi còn nhỏ chúng tôi lớn trong một cái quốc gia mà có ảnh hưởng Phật giáo. À, mặc dù mình nói rằng sanh tử luân hồi là sợ, nhưng mà không biết có ai sợ sanh tử luân hồi không, nhưng mà sợ không đầu thai. Thì cái chữ vô sanh, vô sanh trí đó, thật ra thưa quý vị, nó là một cái gì đó mà nhiều người không có không có hoan hỷ, nhiều người không có tán thán. Chúng ta phải đọc qua một bài kinh dài này thì chúng ta mới hiểu như thế nào. Chúng tôi lấy một cái ví dụ ở tại đây là một người bị ung thư, ví dụ như là người phụ nữ ung thư ngực chẳng hạn, mà do cái phương pháp xạ trị và hóa trị thành công thì những cái di căn không còn nữa. Cái chuyện mà gọi là cái trạng thái ung thư nó không trở lại nữa thì nó là một điều hạnh phúc, nó là một điều an lạc. Bởi vì khi mà nói đến vô sanh trí đó, nó cũng không có dễ dàng để hình dung, dễ dàng để tiêu hóa bởi một người bình thường của chúng ta. Một cái đoạn kinh rất là dài, và cũng phải nói rằng ngày hôm nay cũng rất là hoan hỷ là lần đầu tiên có thêm một người vào giúp để đọc, đó là cô Từ Mẫn. Thì thưa quý vị, chúng ta khi mà nghe qua những cái đoạn nói về vô sanh trí đó, và sau cái buổi học này nếu quý vị có thời giờ thì nên cố gắng đọc lại được cái bài học này, chúng ta sẽ thấy ở đó đây những cái khung trời, những cái cánh cửa được mở ra để chúng ta có cái nhận thức khác biệt về cái chữ vô sanh. Thật ra thì con người chúng ta, thưa quý vị, những cái giải thoát hay là những cái niềm hoan hỷ đó, nếu ở trong cái nhìn nào đó thì nó chỉ có cái tác tạm thời. Tạm thời có nghĩa là chúng tôi nói với quý vị, một người đã bị ung thư rồi thì mặc dù qua cái phương pháp xạ trị hay hóa trị đó, có thể là họ được tạm thời một thời gian yên ổn, nhưng mà sau đó cái đó nó có thể trở lại. Tâm của chúng ta cũng tương tự như vậy. Tâm của chúng ta, mình buồn ai, mình giận ai, điều mà mình cần là người đó phải đến xin lỗi mình, người đó phải giải thích, hay người đó phải làm cái gì cho mình đã. Mình thấy điều đó, đó khi người ta xin lỗi mình mừng lắm. Mình xin lỗi người ta, mình thấy người ta xin lỗi mình thì mình nghĩ rằng ồ, như vậy là hết chuyện. Thật ra nó không hết chuyện. Khi người ta xin lỗi mình không còn giận, không còn buồn nữa, không có nghĩa là cái chuyện đó nó không có tái diễn ở trong tương lai. Tại vì căn bản mà nói thì không phải đơn thuần là cái giận, cái buồn nó do ngoại giới và do có ai đó làm mình buồn, làm giận. Mà cái giận, cái buồn đó nó là cái chứng bệnh nội tại. Và cái chứng bệnh đó nó có thể trở lại, nó có thể tái phát bất cứ lúc nào. Mình phải nhìn cái nhìn này đã, thì mình hiểu tại sao cái chữ vô sanh trí là một chữ rất đẹp. Vô sanh trí là một khái niệm mà chúng ta phải nhìn, phải hiểu khác đi. Thì thưa quý vị, đối với các bậc thánh đó, thì cái sự tiết diện và tồn tại của những phiền não đó được gọi là mộc lưu, được gọi là quế trược, được gọi là lậu hoặc, được gọi là kiết sử, được gọi là thằng thúc. Thì cái nhìn đó rất khác với chúng ta. Đối với người phàm phu của chúng ta thì thưa quý vị, chúng ta không có nhìn những cái phiền não nó như các bậc thánh đâu. Và cái sự trở đi trở lại của các phiền não, của các tiềm miên đó, nó được hiểu theo cái nhìn của các bậc thánh đó, là cái trí của chúng ta chưa đủ để đoạn tận. Và trí chưa đủ đoạn tận, do đó chúng ta không có đoạn tận trí thì lấy cái gì đạt đến vô sanh trí, không có đạo thì lấy cái gì có quả. Đây là một trong những cái thí dụ mà thưa quý vị phải đọc kỹ, phải nghiền ngẫm nhiều lắm thì chúng ta mới có thể hiểu được. Phải nói một điều rằng chúng tôi không có cố tình để trở lại từng đoạn, bởi vì nó rất là lâu. Chúng tôi chỉ muốn quý Phật tử khi mà đọc bộ ngày hôm nay, chúng ta có một cái nhìn khác đi. Đó là tại sao cái chuyện mà đoạn tận phiền não nó không thể bằng phước, nó không thể bằng tâm,
nó không thể bằng thiền, mà nó phải bằng tuệ giác. Cái vai trò tuệ giác quan trọng, chúng ta đọc kỹ thì chúng ta sẽ thấy. Và cái chữ vô sanh trí, thì cái vô sanh trí đó nó không phải là một cái chuyện mà đôi khi chúng ta nghe chúng ta rất là sợ. Như hồi nhỏ mà chúng tôi nói rằng, nghe nói mình trung gian sợ đồ, mình không có đầu thai được, mình nghe mình sợ. Nó phải không phải như vậy. Mà vô sanh trí ở đây cho chúng ta thấy đi một cái góc nhìn khác, là cái căn bệnh nó không có tái diễn, nó không có trở lại, nó không có di căn, nó không có cái tiền viên nữa. Thì bởi vì thưa quý vị, bài đọc rất là dài, là hơn 1 tiếng đồng hồ, và cũng có chư tăng ở trong room hôm nay. Lát nữa thì chúng tôi sẽ trở lại, nhưng mà vì có mặt quý ngài cho đó, chúng tôi không có nói dài, chỉ muốn là có thì giờ để có vài cái thảo luận đối với chư tăng đang có mặt. Mà thưa tòa Pháp Đăng, thường tọa có ở trước máy không? Nếu thưa tòa Pháp Đăng đang ở trước máy, xin thỉnh thưa tòa khoan hỷ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Thưa tòa Pháp Đăng có mặt ở trước máy không? Dạ. Thưa tòa Pháp Đăng, có nhiều khi người Phật tử đó nghĩ đến cái cứu cánh của đạo Phật là mình được sanh về một cái cõi nào đó, ở một nơi nào đó hạnh phúc, nhưng mà mình lại ít có tha thiết với cái chuyện mà đoạn tận phiền não, thành tựu chánh trí. Thì anh có thể cho biết tại sao, tại sao chúng ta thường thường đó mà không có tha thiết với cái chuyện đoạn tận phiền não, thành tựu chánh trí, hơn là sanh về một cảnh giới nào đó? Xin kính thỉnh thưa tòa nghĩ cho một vài cảm tưởng của thượng tọa về điểm này. Kính thưa thượng tọa. Alo. Dạ. Nếu mình nói một cái câu vắn tắt là do chúng sanh có tà kiến đối với ngũ uẩn thôi. Nếu mình có mình nói một câu vắn tắt là như vậy. Mình rồi nếu mình giải thích sâu sắc thì tại sao gọi là tà kiến với ngũ uẩn? Vì ngũ uẩn này là vô thường, là khổ, là vô ngã, mà mình không chấp nhận thôi. Mình không chấp nhận. Bây giờ mình sợ, cũng như là thượng tọa nói hồi nãy đó, hồi xưa mà chung xuống xào đồ, người ta nói hết đầu thai này cái nọ, hoặc là người ta lấy chổi đập lên đầu nói hết đầu thai, những chuyện đó. Nhưng mà sau khi mình biết Phật pháp thì mình nhìn, mình nghe những câu đó mình rất là tức cười. Mình tu hành để rồi mình hết đầu thai, có nghĩa là vì đầu thai có sanh ra thì có già, bệnh và chết, có bao nhiêu sự khổ. Và trong bộ Bát Thí Samvitta mới nói rằng nếu mà sanh không có thì không có tất cả những loại khổ. Tôi thấy rất là nhiều những người họ than nhé, không phải người giàu đâu, không phải là người không hạnh phúc đâu, nhưng mà họ cũng có hạnh phúc, nhưng mà họ cũng than. Họ than. Thường thường thì có nhiều người Phật tử khi mà họ đến chúng tôi, họ than con khổ quá. Thì chúng tôi hỏi có phải là khổ vì tài sản không? Thì họ nói, ủa sao sư biết? Thì thật sự người ta có tài sản người ta khổ. Khổ vì sợ vua chúa tịch thâu, hoặc là vua chúa đã tịch thâu. Nên quý vị thấy có những người họ bị vua chúa tịch thâu tài sản của họ, họ điên khùng, mà tới giờ họ vẫn điên khùng. Hoặc là họ có tài sản thì con cái họ hư hỏng. Bởi bình thường quý vị thấy ở đời nó có hai cái mặt quý vị. Những cái người mà họ làm những việc bất chính thì chúng ta thấy đa số họ có con cái, rồi cái của ông quan ông tướng đều là những con cái hư không. Chúng tôi nói với quý vị, nói thiệt với quý vị, có một cái câu chuyện mà chúng tôi kể thôi, quý vị cũng nghe, quý vị cũng thấy rằng có một cái ông đó đó, ổng giống như là trong đại biểu quốc hội vậy đó quý vị. Ổng có một đứa con, mà con trai của ổng, mà ổng kêu người ta giết con ổng. Vì con của ổng á, ổng gây dựng cái uy tín, thì con của ổng phá cái uy tín, nhậu nhẹt rồi đâm chém, giác dao nhập bầy nhập bọn để chém lộ người ta. Rồi cuối cùng ổng phải nhận con ổng hoài, ổng nhận con ổng từ những cái đồn bó công an này kia nọ. Nên cuối cùng ổng muốn giết con của ổng quý vị. Ổng muốn giết con của ổng. Nói như vậy để quý vị thấy một người
cha mà gây dựng cái uy tín để kiếm tài sản, con cái thì nó phá cái uy tín của cha mẹ. Nên quý vị thấy đa số bây giờ những cái chuyện mà những con ông cháu cha nó ra đường, nó đạp xe để đụng người này chết, người kia chết, rồi nó còn quên báo nữa đó. Thì quý vị hỏi là đa số mới là con ông to, mà tai to một bự không mà. Nên thường thường mấy người đó họ than họ khổ, rõ ràng họ có tài sản nhưng mà họ không có phước. Cái tài sản của họ là từ kiếm tự diệt bất chính, tự diệt và tổn đức. Nên họ có con cái của họ nó phá của. Nên Đức Phật Ngài mới nói những gì mà Đức Phật từ tâm Đức Phật Ngài nói rất là rõ ràng. Đức Phật Ngài nói chúng ta mà hết phước, tài sản chúng ta sẽ bị nhà chia. Một là vua chúa tịch thâu, hai là trộm cướp lấy đi, ba là người thừa tự phá sản, bốn là lửa cháy, năm là nước trôi. Nên quý vị thấy có nhiều người đó, chúng tôi nói quý vị đó, họ rất là đau khổ vì họ có tài sản thì có chồng con của họ nó phá tán. Khi mà họ là người không có phước thì cái tài sản phải đi. Bởi thường thường quý vị thấy với điều thứ hai nữa đó, những đứa con mà chúng ta nghe con ông cháu cha thì họ đi ra nước ngoài họ còn xài chảnh hơn những người mà họ làm mà có tài sản cực khổ mà họ làm ra nhiều tiền, họ cũng không dám xài chảnh bằng những cái đứa con mà con ông cháu cha xài tiền bằng cái tiền mà không có mồ hôi nước mắt. Nên quý vị thấy có rất là nhiều những đứa con mà con ông cháu cha rồi nó bị chết vì đua xe, vì xì ke ma túy, nó chết vì nghiện ngập. Quý vị thấy rất là nhiều cái gì. Nên nó thực sự ra khi nào mà những cái người mà họ sống, họ thấy được những cái gì mà Đức Phật nói rằng cái đau khổ từ chúng ta mà có đó, từ chúng ta mà có, khi mà chúng ta có của cải mà của cải nó bất chính đó, thì con cái cũng phá sản. Hay là quý vị thấy ngày gần đây mà nói về cái vụ Thủ Thiêm á, thì quý vị biết rằng người ta dự báo sẽ đem nhiều cái quan to chức lớn ra để xử. Thì quý vị cũng biết rằng rõ ràng những người kia về họ về hưu rồi, bây giờ họ cũng bị moi móc thôi, là cũng là vua chúa, những người có uy quyền, vua chúa là những người có uy quyền, họ tìm cách họ moi móc phải ói ra cái tài sản bất chính, phải ói ra quý vị, nên họ phải đau khổ thôi. Nên quý vị đã có nhiều người chúng tôi thấy những ông mà tướng, những ông tướng công an mà phải bị chết trong tù ngục tù đó. Quý vị thấy cũng như là bên Trung Quốc mà ông Từ Tại Hậu hoặc ông Từ Tại Hậu hoặc ông Giang, ông Từ Tại Hậu hoặc là ông mấy ông bộ trưởng công an mà bị những cái người họ thanh trừng á, chẳng qua là mấy ông kia ông kiếm tiền bất chánh, bây giờ ông phải ói ra thôi. Mà ổng, quý vị thấy tiền mình vô chở mà xe tải, cả chục xe tải mới chở hết vàng bạc ngọc ngà châu báu, thì ông Từ Tại Hậu rồi mấy ông nói mấy gì thấy. Thật sự là những người mà họ, nếu mà họ là người sống mà liêm khiết á, mà họ không có tài sản bất chính như vậy, chắc có lẽ là cái danh tiếng của họ đến chết họ cũng vẫn còn. Nhưng mà thường thường họ đâu có thấy được cái sự hành động của họ mà đem ra những cái sự đau khổ đâu, họ không có thấy được. Nên họ mới bị thân bại quanh danh liệt, hoặc là họ có nhiều khi họ phải treo cổ mà chết. Quý vị thấy như một lần mà chúng tôi đọc cái báo mà cái ông đó làm cấp nước cho cái ở bên Trung Quốc thôi, chứ làm cấp nước một tỉnh thôi, mà tiền của ổng là hàng bao nhiêu ngàn ký với quý vị, tiền mà tiền nhân dân tệ đó, nhiều như vậy đó. Thì chẳng qua là cái tiền đó tìm một cái cách bất chánh thôi, cuối cùng thì ông treo cổ ông chết. Thì quý vị thấy những cái người đó họ không bao giờ biết rằng cái đoạn tận phiền não, mà cái phiền não đó từ cái thân ngũ uẩn mà mình có. Và những cái người mà họ không tha thiết với cái sự đoạn tận phiền não đó để thành tựu chánh trí đó, họ không thấy được cái ngũ uẩn là khổ, mà họ có tà kiến với ngũ uẩn, họ muốn hưởng thụ những cái dục lạc ở trong cái ngũ uẩn này. Sắc uẩn, mắt đối với cảnh sắc, tai đối với cảnh thinh, mũi đến cảnh khí, miệng đối với cảnh vị, thân đối với cảnh xúc, ý đối với cảnh pháp. Nên họ biết bao nhiêu cái sự đau khổ đanh vây họ.
Nên nhiều khi chúng tôi thấy những người mà họ than khổ đó, thì chúng tôi thường nói với họ có phải là có tài sản là chồng ngoại tình, chồng đem tiền để cho vợ bé ăn không, thêm nuôi thêm mấy bà nữa, ghen quá, đau khổ quá, chịu không nổi. Thật sự là như vậy quý vị. Nên thường thường ông bà ta có câu là đói cơm lặt mềm, nó cơm mắm lại thèm nọ kia. Người ta nói câu đó này, có nghĩa là lúc mà nghèo khổ thì hạnh phúc, nhưng mà giàu sang thì ông ăn chả bà ăn nem, ví dụ như vậy. Thực sự đó thì chúng ta biết rằng đối với cái sắc quẩn hay thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, quẩn thức quẩn của chúng ta đó, nó cũng tùy theo cái sự tiếp nhận cảnh của chúng ta là chúng ta cho là hạnh phúc hay đau khổ. Chúng ta nghĩ rằng nên sống hoặc là không nên sống, khó sống hoặc là dễ sống. Nhưng thật sự cái đó chỉ là cái sự cảm nhận của chúng ta thôi. Chứ còn ngày nào mà chúng ta hiểu được cái ngũ quẩn của chúng ta là khổ đó, nó khổ thật sự. Bởi vì khổ đói khát, khổ bệnh hoạn, khổ nắng mưa, rồi khổ gặp những cái việc mà bất toại nguyện, bất toại lòng, gặp cái chuyện này kia nọ nó không như ý chúng ta. Nhưng mà thật sự ra thì trên đời này chúng ta thấy cái tâm của chúng ta, lòng tham nó vô đáy, làm gì có sự như ý chúng ta. Nên quý vị thấy một cái người mà họ với cái tâm của họ là cái lòng tham vô đáy, nên họ không bao giờ biết đủ hết. Chỉ cái từ kia họ biết đủ là hạnh phúc thôi. Nên Đức Phật nhà đã nói như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng cái tâm tham là cái túi không có đáy. Và đã là cái túi không đáy thì không bao nhiêu là đủ. Nên chúng ta thấy những người mà họ thiệt sự là ác ôn thì họ ác ôn mình đến mình khi kể ra mình không tưởng nổi mức độ đó. Có nghĩa họ tham lam đến nỗi mà không còn cái gì mà nói nữa. Nhưng mà vì tại vì cái tâm tham của họ không biết chế ngự tâm tham nên họ không biết đủ thôi quý vị. Mà đã là không biết đủ rồi thì cái chuyện gì họ cũng làm được. Nên chúng ta gọi là tâm tham tà kiến đó. Cái tâm tham tà kiến đó là thường kiến, đoạn kiến, vô nhân kiến, vô quả kiến, vô hành kiến. Bởi cái tâm tham đó là nó dính vào cái tà kiến. Và cái tâm tham đó thì họ đã là tà kiến, họ không sợ nhân, sợ quả gì hết. Nên thường thường quý vị thấy cũng có nhiều người họ nói lên chuyện trắng trợn, họ phải là người như vậy vì ai cũng phải là ai cũng như vậy hết thì họ cũng phải như vậy thôi. Họ không thể nào mà tốt được hết. Họ cũng phải giống những người khác thôi. Nên chúng ta thấy cái xã hội nó là như vậy thì cái xã hội đó là những con người quý vị, những con người xưa và nay cũng vậy thôi. Nên quý vị thấy chúng tôi kể quý vị nghe câu chuyện mà cái vị trưởng lão lên trên cái dãy núi đó, Hy Mã Lạp Sơn á, thì thấy có một cái phi nhân đó đó, ban ngày thì hưởng thụ phước, nhưng mà ban đêm thì móc thịt mà ăn. Thì nói ra thì cái vị đó ban ngày thì giống như là quan thanh liêm vậy, nhưng mà ban đêm thì ăn hối lộ, hối lộ. Thường thường quý vị biết rằng có rất là nhiều những chuyện như vậy. Nên cái vị đó ban ngày thì cái giả mà thanh liêm đó, thì điều thứ hai nữa vị đó do bố thí cái quả cái mâm xoài cho cái người nam cư sĩ giữ bắt con trai giới mà sao thì sao làm chư thiên. Nhưng mà do cái nghiệp ăn hối lộ đó, nó tự móc thịt của mình ăn ra ăn đó quý vị. Nên cái vị thánh tăng đó thấy được cái việc đó, nghe được cái tường trình cái sự việc đó, sau này vị đó mới về mới viết trong trong cái Thiên Cung Sự, Ngã Quy Sự, mới kể về cái câu chuyện của vị đó. Thì quý vị biết rằng đối với chúng ta đó thì chúng ta có cái tà kiến trong ngũ quẩn, có nghĩa là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn đó. Nên chúng ta có cái tà kiến ngũ quẩn nên chúng ta không bao giờ mà đoạn tận được cái phiền não, thành tựu được chánh trí. Và chúng ta cứ luân hồi hoài, đã trải qua bao nhiêu Đức Phật. Ví dụ chúng ta thấy một Đức Phật rất là lâu, ví dụ chúng ta thấy 28 vị chánh biến tri đi, 12 vị chánh biến tri, rồi 500.000 vị chánh biến tri. Thì nói rằng cái vị mà Đức Phật của chúng ta trải qua cái thời gian tu tập, phát nguyện trong tâm, phát nguyện ra lời, được thọ ký, trải qua một cái thời gian tu cái hạnh trí tuệ nhiều như vậy, ngày thành Phật. Nhưng mà chúng ta thấy 28 vị chánh biến tri mà trải qua như vậy đó là 28 Đức Phật tổ đã trải qua như vậy. Và trước đó cũng còn nhiều nhiều những vị Phật tổ đã trải qua như vậy. Thì chúng ta thấy sự luân hồi của chúng ta nó cũng do cái tà kiến ngũ quẩn thôi. Và chúng ta cứ bây giờ chúng ta tu rồi chúng ta mới biết đau khổ.
đói khát, bệnh hoạn, rồi khổ biệt ly xa xứ, khổ thù gặp mặt, rồi khổ khổ ghen tuông quán thù, khổ hận hiềm hận, nhớ lại những cái quan trái, những cái điều mà mình không muốn mà họ làm cho mình, những điều không có mà họ vu khống cho mình, họ bắt mình phải nhận điều đó này, điều này điều kia, nên mình hận thù họ. Chính vì như vậy nên chúng ta cứ cứ khổ như vậy và chúng ta không biết tại sao. Vì Đức Phật này tuyên bố nếu chúng ta không có sanh đó, thì không có bao nhiêu sự khổ đó. Nhưng mà vì chúng ta có sanh ra rồi chúng ta phải lớn lên, rồi phải có chồng, có con, rồi chúng ta phải già, bệnh, chết. Khi mà chúng ta còn trẻ thì chúng ta nghĩ rằng phải nuôi con cái để cha, để sau này con cái mình nuôi mình lại. Nên trong Phật giáo, Đức Phật ngày dạy rất là rõ ràng, nuôi con là cho vay nợ mới, nuôi cha mẹ là trả nợ cũ. Đó là một cái mắc xích nhân quả luân hồi, cái sự sanh tử luân hồi, chúng ta phải làm như vậy. Nên gọi là chúng ta, đời sống con người thì họ nhiều khi họ không muốn làm như vậy quý vị. Ví dụ chúng ta thấy có nhiều người hiện giờ họ chủ trương họ không muốn sanh con. Rồi họ sống như vậy, họ nghĩ hạnh phúc, nhưng mà thực sự đó họ hạnh phúc bây giờ. Nhưng mà khi về già họ chắc chắn họ phải đau khổ thôi. Tại vì họ không có nuôi con thì con họ không có nuôi họ. Thành ra chúng ta thấy những cái điều mà Đức Phật dạy là nuôi con là cho vay nợ mới, con mà nuôi cha mẹ là trả nợ cũ. Đức Phật ngày nói nếu những người đó mà theo đạo Phật đó, thì họ sẽ hiểu được điều đó. Nhưng mà thường thường chúng ta thấy rằng có nhiều người họ sợ sanh con xấu xí, sợ sanh con ra rồi nuôi con phải hao tâm tổn sức, lao tâm tổn trí này kia nọ, nên họ không chịu sanh con. Mà điều này rất là nhiều quý vị, hiện giờ người ta rất là nhiều về vấn đề này. Nhưng mà Đức Phật thì ngày dạy nhân quả rất là rõ ràng. Như vậy thì Đức Phật ngày thấy được con người chúng ta ai cũng phải già, bệnh và chết. Nên cần phải con, có con đó để đỡ đần. Nên thường thường chúng ta nói chuyện với Phật tử, chúng ta nói mình ỉa rồi đó, thì con mình nó mới thay tả cho mình. Còn khi mình đái rồi thì con mình nó mới thay tả cho mình. Chứ mình chưa đái, chưa có ướt cái tả thì nó đâu biết để mà thay cho mình. Nên Đức Phật ngài nói rằng khi mà về già rồi mình nằm ở trên phẫn tiểu, thật sự là phẫn tiểu, mình ỉa ra dính vào cái tả, mình lắc qua lắc lại rồi, hoặc là mình kêu con cái của mình nó tới tha tả cho mình. Rồi thật sự mình ỉa rồi thì ướt ra rồi phân nó dính vào thân của mình thì con của mình nó mới thay tả cho mình. Thì đúng như Đức Phật ngài nói rằng cái thân mình khi già rồi mình phải đại tiện tiểu tiện, mình nằm trên phẫn tiểu. Mình phải có người đỡ đần, có người tắm rửa cho mình. Nên Đức Phật ngài nói rất là rõ ràng, chúng ta có con cái đó, để khi về già chúng ta nằm trên phẫn tiểu, có con cái lo lắng cho chúng ta. Mà nếu mà chúng ta bất hạnh mà chúng ta gặp con cái mà nó không lo lắng bất hạnh với chúng ta thôi. Chứ còn mình nuôi con là để cho con nó trả nợ cho mình mà. Mình nuôi con là mình cho vay nợ mới, rồi con của mình nó nuôi mình là trả nợ cũ. Thì những điều mà Đức Phật ngài dạy để bớt cái sự đau khổ, để chúng ta thấy rằng ở đời đó, chúng ta tu tập đó, là nó khó quý vị. Ví dụ mình nói rằng mình tu tập, ví dụ bây giờ mình có con để mình nuôi con cũng là cái phương pháp mà mình gọi là tu tập. Tại vì mình nuôi con mình phải dạy con mình không làm việc ác, rồi dạy con làm việc lành, rồi giới thiệu con vào đời, dựng vợ ra chồng con đúng lúc, và trao tài sản con đúng thời. Thì mình làm sao để có tài sản cho con, mình làm sao để dạy con không làm việc ác, mình làm sao để dạy con làm việc lành, làm sao để giới thiệu con vào đời. Có nghĩa là phải cho con mình đi học hành rồi giới thiệu con vào đời. Nên thực sự làm người đó có khả năng để làm thiện pháp. Nhưng mà nếu chúng ta không nghĩ đúng, chúng ta cũng không làm thiện pháp quý vị. Còn khi mà chúng ta nghĩ đúng rồi thì chúng ta sẽ làm những thiện pháp để cho mình đỡ khổ về sau này. Mình nằm trên phẫn tiểu, mình ỉa rồi thì có người thay tả cho mình. Mình đái rồi thì có người thay tả cho mình. Nếu không thì mình rất khổ quý vị. Như vậy thì dù chúng ta có bị khổ, nên thường thường chúng ta nói vui vui chơi là bữa hôm trước chúng tôi thuyết pháp, có cô tu nữ đó, cô già lắm rồi, bây giờ cô đi không nổi nữa, mình bệnh tiểu đường nữa. Thì chúng tôi nói ví dụ như giờ có nhiều người họ già, họ bệnh như vậy đó, thì bây giờ họ muốn tu lắm. Họ rất là muốn tu liền để muốn giải thoát liền vì họ đang khổ. Nhưng mà nếu cho họ sanh lại thành đứa bé gái, đứa bé trai đó, thì họ chạy nhảy với hoài chứ họ không chịu tu. Chúng ta thấy có những đứa bé nhỏ, bé trai, bé gái thì nó quậy tối ngày thôi chứ không mấy khi nào mà nó tu thúc. Nhưng mà nếu nó nhớ rằng kiếp trước nó là một bà già đi đứng không nổi, muốn tu thì bây giờ nó đã tu rồi.
nhưng mà nó không nhớ kiếp trước của nó, nhưng mà nó không bao giờ chịu nhìn nhìn vào kiếp hiện tại. Nếu nó nhìn hiện tại thì thấy bà già này, bà run rẩy, bà cắm đầu lúc nào cũng biết, nhưng mà bà muốn tu lắm. Nhưng mà bây giờ nếu mà cho bà sanh để lại làm đứa bé gái, nhưng mà bà cũng vẫn không tu. Nên Đức Phật ngày nói rằng vị ngọt của sắc ấy, là cái tuổi 16, 18 tuổi, cái đẹp trai, đẹp gái đó, cái tuổi đó là mình ai có nói gì mình cũng không chịu tu. Rồi cái tuổi mà già cúp thùng thiết á, cái khổ đau đến với mình á, thì kêu mình tu thì mình tu liền. Nhưng mà mình tu đâu phải dễ đâu quý vị. Ngồi thiền thì khó, bệnh hoạn nhiều, ăn uống lung tung, không giữ giới được. Vì cái người bệnh thì thường thường có nhiều khi mình phải ăn chút chút, mình ăn hoài như vậy cũng không giữ giới, ăn thi thời được. Nên quý vị thấy con người chúng ta rất là nhiều cái nỗi khổ quý vị. Thật sự là như vậy á. Nhưng mà những đứa nhỏ mà kêu nó tu thì nó cũng chẳng biết gì tu. Rồi cho đến khi nó lớn lên, nó kêu nó tu nó cũng không tu. Cho đến lúc mà già rồi, nó gần chết rồi, nó nếu mà nó biết Phật pháp thì nó chịu tu. Nhưng mà nó tu gì được nữa mà tu, nó cũng khó tu lắm, nó chỉ tu mình gọi là để sanh lại làm lợi với cái thiện nghiệp mà. Nhưng mà sao sanh làm đứa bé gái nó cũng không chịu tu. Đứa bé trai còn đẹp, còn trẻ, nó còn này kia nọ, nó cũng không chịu như vậy thôi. Nên chính vì chúng ta không được như các sứ quốc giáo. Các sứ quốc giáo thì thường người ta giảng thuyết, những người Phật tử họ nghe pháp, họ tu tập về thân quán niệm xứ, thọ quán, tâm quán, pháp quán niệm xứ, nên họ tha thiết trong vấn đề tu tập. Còn cái tuổi trẻ, còn chúng ta thường thường mà khổ quá rồi, già quá, bệnh quá rồi, mệt mỏi quá rồi, chúng ta mới nghĩ sợ cái sự đọa xứ về tuổi già như vậy thôi. Nó cũng khó lắm quý vị. Mình nghĩ rằng là mình nghĩ rồi, mình nhìn lại mình thấy cũng rất là khó. Những đứa nhỏ thì rất là khó tu kiểu tu. Thành chính vì đa số Phật tử chúng ta đó không có hiểu biết được cái tà kiến ngũ quẩn. Nói một cách ít như vậy thôi. Nó nghĩa là tà kiến ngũ quẩn, chúng ta thấy sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Và chúng ta không nghĩ về đoạn tận cái ngũ quẩn khổ này. Và chúng ta hiểu về cái sự sai lầm nên gọi là tà kiến ngũ quẩn. Và chính cái tà kiến ngũ quẩn này làm cho chúng ta không đắc được đạo quả tu đồ vờn, không có dứt trừ được hoài nghi lời dạy của Đức Phật. Và chúng ta còn tu tập một cách tu tập sai lầm mà giới cấm thù. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái sự luân hồi của chúng ta đó do chúng ta không có đoạn tận được cái tà kiến ngũ quẩn. Nếu mà đoạn tận được tà kiến ngũ quẩn, cái vô sanh trí hay cái đoạn tận trí đó mà có sanh khởi là chỉ cần tu đồ vờn thôi, thì chúng ta sẽ nhận định đúng và chúng ta sẽ dứt luân hồi không quá 7 lần. Nhưng mà vì chúng ta không có đoạn tận trí và vô sanh trí tu đồ vờn, nên chúng ta không có thể nào mà từ khi nào chúng ta phải từ cái tuệ văn mà qua cái tuệ tư. Nói về khổ mà chúng ta suy nghĩ ngày đêm về khổ đó, thì cái tuệ tư này là cái tuệ mà để mình gọi, đến lúc nào mà cái chín mùi cái tuệ tư đó nó sẽ đoạn tận trí và vô sanh trí, sanh khởi lên để đoạn tận cái tà kiến và cái tà kiến ngũ quẩn, thì chúng ta mới có thể chứng được đạo quả tu đồ vờn. Nên nhiều khi chúng ta có nghe pháp, có tuệ văn, nhưng mà tình cờ thức tỉnh chút sâu thôi, chứ còn không có quán tưởng hàng ngày. Chúng ta không có tuệ tư, nên chúng ta còn tà kiến ngũ quẩn rất là nặng. Cho đến lúc nào mà cái tuệ văn nghe học rồi đó, mình chúng ta suy tư hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây. Cho đến lúc nào mà cái tuệ vô sanh trí và cái đoạn tận trí sanh khởi để trở thành vị thánh tu đồ quần, tà kiến ngũ quẩn được đoạn trừ đó, thì chúng ta mới nói đến cái sự chánh dứt luân hồi. Thì trong cái câu hỏi của thượng tọa, con xin chia sẻ như vậy. Bây giờ xin gửi mic lại cho thượng tọa. Sa thủ kính trình thượng tọa Học Trăng, thượng tọa Tuệ Quyền, thượng tọa có mặt ở trước máy không? Nếu được xin kính thỉnh thượng tọa Tuệ Quyền trả lời cho câu thảo luận số 2. Một lần nữa xin được hỏi, không biết thượng tọa Tuệ Quyền có nghe được không? Dạ, thượng tọa Tuệ Quyền, chúng ta đọc xuyên qua cái bài kinh hôm nay đó, thì đề cập rất là nhiều về phiền não, về sự khổ, thấy sự khổ. Nhiều người quan niệm rằng khổ đâu cần phải bậc thánh mình mới thấy sự khổ, khổ đâu cần phải đắc đạo chứng quả mới thấy khổ. Mình mở mắt ra đã thấy sự khổ hàng ngày nhăn nhãn trước mắt, dễ thấy quá mà. Tại sao mình phải làm lớn chuyện về cái sự nhận thức thấy biết về sự khổ?
thì Đạo Tư Quyền có thể giải thích là cái thấy biết về sự khổ của bậc thánh với thấy biết về sự khổ của phàm nhân của chúng ta khác biệt nhau thế nào không? Cái tình đó thì Đạo Tư Quyền. Nam mô Bụt Thầy, Gia Nam mô Tham Ma, Gia Nam mô Sang Khai, Gia Nam mô Đại chúng được nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn thưa quý vị đại chúng, cảm ơn không lại. Tôi có kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và chúng tăng kính lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Phúc Đăng, Thượng Tọa Minh Đẳng, đến Đức Pháp Tính cùng Sư Tăng đang hiện diện. Thầy chào đến quý tôn đức của chư Phật tử. Dạ, kính bạch Thượng Tọa, qua thật thì trên một cái sự thấy của là sự thấy khổ của phàm phu so với các bậc thánh thì nó rất là khác biệt. Một cái là tôi nhìn một cái thực tướng, bây giờ các bậc thánh người ta đau nhất, dĩ nhiên xin xác định rõ là đối với các phàm phu thì đau nhất là thân cả tâm, và đối với các bậc thánh thì người ta chỉ đau về thân thôi, về tâm người ta không có phải không có còn cái đau khổ về tâm nữa. Thì ở đây các ngài nhìn thấy đúng là có cái thân này cho nên mới khổ đau, đó là cái nhìn của các bậc thánh. Còn cái người phàm phu á, thì người ta lo sợ thân nó mất mát, cái sân cái thân nó bị tác hại cho người ta than khổ, và người ta do chăm chút nó. Như trong cái bài kinh có như là cái bài kinh Chư Pháp Luân, sanh là khổ, bệnh là khổ, già là khổ, chết là khổ, cầu không được là khổ, thương với xa ghét gần là khổ, vân vân. Thì tóm lại thì Phật cái đó là chấp thủ quẩn sẽ là khổ. Ở đây chính như cái kẻ phàm phu chấp cái thủ quẩn cho nên là khổ, khổ về thân cả tâm. Khi có sự đau nhất của thân tâm về bệnh hoạn hay một cái chuyện gì xảy ra thì người ta đau cái thân tâm, đó chính là đối với kẻ phàm phu. Còn các bậc thánh, ví dụ các ngài thân nó bệnh, bệnh hoạn cảm xúc hoặc là bị nói chung cảm mạo thời tiết vân vân, thì các ngài cũng vẫn bị cái khổ, nhưng cái thân khổ thôi. Chứ bây giờ cái cảm giác khổ là có cái cảm giác đau, là có dẫn đến cảm giác đau, chứ không phải cái tâm của các ngài nó chai lì đâu. Chứ đừng có suy nghĩ vậy. Nhưng như điều mà đối với cái sự phẫn uất, cái tâm mà bực bội, cái tâm mà khó chịu á, nó không khởi lên trong mỗi bậc thánh. Các ngài tường tận được tại sao mình khổ, bởi vì mình có cái thân này nó tồn tại của sắc quẩn, mà tồn tại của sắc quẩn nó phải bị cái sự biến đổi, nó phải biến chuyển, nó phải bị sự vô thường, cái sự khổ não của sắc pháp này. Còn cái người phàm á của chúng ta thì nó lại càng nó tệ chỗ này. Khi mà cái thân của chúng ta nó biến dạng, cái thân của chúng ta nó đau nhức, hay thân của chúng ta nó tàn lụi, hay nó biến đổi á, thì chúng ta sợ. Chúng ta sợ cái gì? Sợ nó không còn. Bởi vì mình muốn tham sống, mình sợ chết. Hay là mình tham cái khổ, nhưng điều mà mình không có sợ cái khổ, như điều mà chúng ta lại để bảo trì cho một cái khác nữa, thì vừa thân vừa tâm luôn. Cho nên đây chính là sự đau khổ, mà đó chính là do tham ái làm nhân, do tham ái làm duyên thôi. Bây giờ mình thấy chân tay mình đau nhất thì mình sợ chết rồi, đau nhất kiểu này là mai mốt mình đi không được nữa, đau nhất kiểu này là có ngày mình sẽ bị cũng như là bị gút hay là bị những cái bệnh nó rất là nặng nề, bị khớp vân vân. Thì chúng ta có đôi khi nặng quá thì nằm tại chỗ luôn, thì tự nhiên mình sợ. Cái sợ đó là cái sợ của cái sự mất mát, cái sợ của cái sự không tồn tại do ái chấp. Còn đối với các bậc thánh, khi đau nhất thì các ngài biết nó đau nhất do thân này có mà, do sắc quẩn này hội tụ, cho nên chắc chắn nó phải đau nhất. Cho nên dầu cho là các bậc thánh hay hoặc là hào phu gì, cái thân khổ là phải,
Nhưng cái tâm khổ thì đối với các bậc thánh các ngài không còn. Sự xác định đời của quý vị là như vậy. Và có thể nói rằng ở trong cuộc đời, giữa cái sự khổ của con người, có người hiểu biết, người ta không có rên thang ung sùm, mà con người mà sợ chết thì họ đụng một chút xíu là họ la làng la sốt, họ coi như là chạy đông chạy tây. Còn con người hiểu biết một chút xíu, họ chỉ cái đó cũng sắc thái nó cũng khác nhau. Thì đối với con người có trí tuệ chút xíu thì họ cũng có lo sợ, có phạm phú mà, nhưng đều nhẹ nhàng hơn. Còn mà nếu như mà họ không hiểu được thì đụng một chút xíu coi như là họ cảm thấy sợ hãi rồi. Cũng như chúng ta nghe từ từ chúng ta nói coi như là nhà giàu đứt tay cũng ăn mày đổ ruột á, thì một chuyện đứt tay thì họ sợ họ mất mát đi một cái mạng của họ, cái sống của họ, cho nên họ không còn cái điều kiện để thọ hưởng, và họ cảm thấy rằng đó là sự khủng khiếp. Thì đây chính là cái sự khổ của phàm phu, nó rất là khác xa, rất là xa đối với các bậc thánh. Kính bạch thượng tọa, đây là cái câu thảo luận của chính con, nó có gì vì cả bố túc kính cung thỉnh thượng tọa nam mô của ta nhé. Sa thú kính trực thượng tọa tuyên quyền, bạch chư tôn đức và thương quý phật tử, bài học ngày hôm nay chúng ta có thời giờ để đi qua hai cái ý nghĩa về đoạn tận trí và vô sanh trí. Và nói cách khác thì chúng ta lại đề cập đến tuệ giác. Trí ở đây là tuệ giác. Và trong một cái ngôn ngữ khác chúng ta là nói ở đây về đạo và quả. Những đề tài này thường khi chúng ta chỉ hiểu về trên phương diện ngôn ngữ. Nhưng mà nếu chúng ta đọc kỹ lại những cái đoạn ở trong thân tinh đạo và trong kinh điển đó, thì thưa quý vị, có rất là nhiều phương diện để chúng ta suy gẫm. Hy vọng rằng tất cả những gì mà được đề cập đến trong bài học ngày hôm nay không phải để chúng ta nghe một lần, nghe cho biết, mà bên cạnh đó thì chúng ta lại có được nhiều cái suy tư. Và cũng rất là cảm ơn cô Từ Mẫn. Không biết là cô Từ Mẫn có đọc như vậy có đúng không? Đã đọc cho bài kinh một đoạn sau hôm nay. Và nếu trong tương lai mà cô sẽ giúp được để đọc những bài học đó, thì quả thật là một điều rất là đáng hoan hỉ. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha-Rama. Kính trên chư vị giảng sư đã vào rung để thuyết giảng. Đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy. Rồi Từ Mẫn nha, Từ Mẫn vô room trước 6 giờ rồi đọc tiếp nha. Thưa trong cảm ơn Từ Mẫn rất là nhiều, bài hôm nay rất là dài mà ở trong diễn đàn cũng bị trở ngại nhiều chuyện á. Rồi thưa rồi thượng tọa dắt đẳng ra rồi, một lần thì thỉnh thoảng nếu mà có cái chuyện vậy là kéo Đại Đức Nguyên Thông lên, Đại Đức Nguyên Thông đọc dùm. Nhưng mà Đại Đức Nguyên Thông mấy ngày nay, 4 ngày rồi không vô diễn đàn là bị trở ngại về cái đường Internet. Cảm ơn chị Tự Mẫn. Một lần nữa cảm ơn chị Tự Mẫn rất nhiều. Trời ơi, hướng dẫn gì, nó chỉ vậy thôi. Cái bài thì đưa thẳng lên trên màn hình Tự Mẫn ơi. Đưa lên trầm rồi cái là Từ Mẫn đọc. Nếu mà Từ Mẫn đồng ý để vô trong ban điều hành đó, thì sẽ có email của để trình lại thượng tọa giác đẳng để cho xin cái email của chị Từ Mẫn, thì chị Từ Mẫn sẽ có cái email của thượng tọa giác đẳng, thì mình lật cái email ra mình đọc, không cần nhìn ở trên màn hình ha. Dạ. Sa thuốc lành thai, con khai ma thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con.
đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập.